Hi anh em. Vâng và chào mừng anh em đã đến với channel của mình là TK. Oh yeah. Vâng, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với GTA 5 Online. Thì ngày hôm nay của chúng ta sẽ là gì? Ngày hôm nay của chúng ta sẽ là đây. Anh em có nhìn thấy gì không? Ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một siêu phẩm xe lửa, một siêu phẩm xe chiến đấu. Đó, một xe gọi là xe nhà, một xe chở dầu ấy, chiến đấu ấy. Vâng, và anh em thấy hâm mộ không ấy? Thì đã lâu lắm rồi thì tôi cũng đã có một clip giới thiệu qua con này, nhưng mà tôi chưa giới thiệu sâu cho anh em biết về con này, đúng không? Đấy. Thì mưa gió đổi rời, thời tiết tôi có hơi xịt mũi, anh em thông cảm nha. Đấy. Thì ok, bây giờ tôi sẽ lên chiếc xe này cho anh em xem này. Bắt đầu lên đèn cho anh em xem này. Lên đèn. Úi dồi ôi. Xôi ôi, anh em thấy nè. Quá là ngầu đúng không? Wow. Vâng, một màn khởi đầu không còn gì là tuyệt vời hơn. Cái này là do tôi độ đấy anh em ạ. Tôi vừa bấm nút pit coin thì nó lại thành mẹ nút nhảy. Hai nút pit coin với nút nhảy nó trùng mẹ nhau. Đấy. À thì chiếc xe đi rất là khó anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ full lửa cho anh em xem. Xôi ôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ show cho anh em xem là chiếc xe này nó có gì nhá. Có full lửa là điều tất nhiên rồi. À nó có gì nữa. Bây giờ tìm lại nick. Ui dồi ôi, anh em thấy không? Go. Anh em thấy tôi vừa làm trò gì không? Tôi sẽ làm lại cho anh em xem này. Ui dồi ôi. Kinh quá. Ui dồi, xe máy này. Đèn lên. Để tôi sẽ làm kiểu mẹ. Xôi ôi. Kinh chua. Ôi cái chua. Ôi dồi ôi. Ui, anh em thấy nào? Này. Tôi sẽ nhảy xuống đường cao tốc. Xôi ôi. Kinh chua. Xe này là xe bố đời anh em ạ. Đấy. Đấy, xe bố đời này. Đấy. Em thấy kìa. Gai tự giết người. À tự sát. Chúng ta có thể tự sát bằng cách đâm vào gai của cái xe đấy. Ok. Thì làm sao để chúng ta có thể sở hữu được cái xe này? Thì ngay bây giờ tôi sẽ chỉ anh em cách để sở hữu cái xe này dành cho những anh em nào mà chưa biết nha. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ mở điện thoại lên và chúng ta sẽ ấy bình tĩnh đứng đây, nó hút chết mẹ, đứng giữa đường cao tốc này nó hút chết cha mình. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần web. Ok chua. Sau khi vào phần web xong thì chúng ta sẽ kích vào cái Arena War. Đấy, ok chua. Và sau đó chúng ta sẽ mua cái shop ở đây. Ok chua. Đấy, anh em cứ mua shop đi. Đấy. Shop của chúng ta có 4 cái gara gì đó. Đấy. 3 gara chứ. Đấy. Đấy, sau khi mà chúng ta mua xong này, chúng ta sẽ đến shop để nhận. Thì cái shop, à không phải shop, mà chúng ta sẽ đến cái chỗ Arena War mà chúng ta vừa mua. Thì nó ở đâu? Nó chính ở chỗ này đây. Chỗ này đây anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải đến đây. Nếu như anh em nào mà mới mua lần đầu thì chúng ta sẽ phải đến đây để nhận xưởng. Ok chua. Đấy, bây giờ tôi sẽ phi chiếc xe này đến để nhận xưởng. Ok chua. Let's go. Đấy, tôi đã đến nơi rồi anh em ạ. À. Đấy, bây giờ tôi sẽ đỗ xe một cách chuẩn chỉ à. Đấy. Đấy, đỗ xe quá là đẹp luôn. Úi, trời sáng rồi anh em, mẹ cùng chúng ta sẽ cùng chiên ngưỡng lại chiếc xe chiến hạm của tôi. Trời sáng rồi anh em nhìn rõ chưa? Đẹp chưa? Úi. Tôi sẽ đổi sang góc nhìn nhất. Ý, kinh chua. Ghê chua. Nào tránh ra bọn này.
Được đấy, từ từ. Úi, anh em thấy kinh chùa. Vâng, và đây chính là cái logo mà trước tôi đã thay đổi dưới đây, thì bây giờ nó đã thay đổi ở trong cái xe ở đây. Thì có vẻ như lần trước nó quá lâu để thay đổi logo nên là tôi đã không thể chờ đợi được cho anh em, thì bây giờ tôi đã thay đổi được logo cho anh em xem rồi đấy. Ok. Come on, come on, come on, come on. Ok, ok. Đấy. Ta sẽ cùng tuyên ngưỡng chiếc xe chuyên hạng. Rồi, không linh tinh lên thuyền nữa thì bây giờ tôi sẽ vào cái xưởng này của mình đã. Okay. Vào work và anh em workshop chứ không xưởng. Đấu trường xe. Đây chính là đấu trường xe các bạn. Rồi, thì sau khi mà chúng ta nhận xong cái này thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua anh em ở trong này nó sẽ có gì. Khi mà anh em mua đầy đủ tất cả những cái custom của cái workshop này thì ở đây chúng ta sẽ có đây. Chúng ta sẽ có thể độ được một chiếc xe mìn. Đấy. Đây chính là một chiếc xe mìn. Chiếc xe nổ anh em. Ta có thể sử dụng chiếc xe này ẩn đi và chúng ta sẽ điều khiển chiếc xe này từ xa và đến mục tiêu để kích hoạt bom nổ. Đấy. Còn gì nữa? Ở trong này chúng ta sẽ có súng anh em ạ. Đấy, phần nâng cấp súng ở trong này luôn. Đấy, chúng ta có thể nâng cấp súng và mua đạn ở đây luôn. Thì bây giờ tôi sẽ vào mua đạn đấy đã. Đấy, giới thiệu qua anh em đã. Đấy, thấy chưa? Nâng cấp súng lên cấp 2 luôn và mua đạn ở trong này luôn. Đấy. Bây giờ đến cái phần quan trọng này. Làm sao chúng ta có được cái xe kia này? Thì ok, chúng ta sẽ phải vào mua xe. Mua xe ở đâu? Chúng ta sẽ mua xe ở Arena War này. Arena War. Ok chưa? Đấy thì ở đây chúng ta sẽ có hai loại xe. Đấy, đây là một loại xe bình thường anh em ạ. Đấy, chúng ta có thể độ những cái chiếc xe bình thường này lên một chiếc hạm nào đó kinh khủng. Đấy, ví dụ như ở đây nó có mẫu cho anh em xem. Đấy, chúng ta có thể độ lên. Đấy, chúng ta sẽ có độ 3 design. Đấy. Design thứ nhất là design kiểu rỉ sắt. Design thứ hai là design kiểu đấy. Kiểu hiện đại. Design thứ ba là kiểu màu mè. Đại khái là vậy. Ok. Thì đấy. Đấy là cái mua xe bình thường. Còn cái mua xe thứ hai. À, mua xe hai là gì? Nó là như thế này đây anh em. Và đây, ta đã có thể nhìn thấy một chiếc xe lửa của chúng ta rồi đấy. Thì ở đây nó cũng có 3 design luôn anh em. Design đầu tiên là design rỉ sắt. Design thứ hai là design hiện đại. Design thứ ba là design màu sắc. Đấy thì cái xe lửa của tôi là đang ở design thứ hai. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ mua thêm một chiếc nữa cho anh em xem nhờ. Và tôi sẽ mua cái design nào đấy nhờ. Tôi thấy là cái design này vẫn là đẹp nhất anh em ạ. Đấy, anh em có thể thích design rỉ sắt hay là thì design màu sắc thì tùy anh em nha. Bây giờ tôi sẽ đấy, chúng ta có rất nhiều phiên bản độ khác nhau. Đây là một ví dụ. Đấy, bây giờ tôi sẽ mua và độ mới cho anh em xem luôn nha. Ok, luôn. Ở trong cái Arena World của chúng ta có 3 gara luôn anh em. Đấy, và bây giờ tôi sẽ show luôn anh em xem gara của tôi. Arena World nó có gì? Úi giời ơi, anh em thấy kinh chua. Kinh chua. Ô chua. Có nhìn đấy, logo con khỉ này. Đấy, kinh chua. Xe máy kinh chua. Đâu trong hiện đại chua. Đấy. Gồng. Đấy, em thấy thế nào? Hãy comment ở phía dưới xem là anh em thấy chiếc xe nào đẹp nhất. Ok. Có vẻ hơi trống nhỉ. Và giờ chúng ta sẽ xuống gara 2 xem là có gì nhờ. Biết cha mình phải xuống B1 chứ lại xuống B2. Rồi, gara B2 của tôi đây. Đấy, một chiếc xe tăng anh em đấy kinh ngon. Rồi ôi. Cái đào. Đấy. Rồi ôi, xe 6 bánh anh em đấy kinh chua. Kinh chua. Xe tải. Xe tải bánh to kinh chua. Úi dồi ôi, gara 1 không có gì ngoài chiếc xe lửa rỉ sắt anh em ạ. Ok, ok. Rồi, và có vẻ như là chiếc xe của chúng ta đã về gara và bây giờ tôi sẽ phải lên gara của mình cái đã. Rồi, và đây chính là cái xe lửa của chúng ta đầu tiên khi mà chúng ta mua nó về. Đây là nguyên bản mới về nha anh em. Thì bây giờ tôi sẽ đổ cái này lên. Rồi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ bấm E để đổ nào. Uầy, đổ luôn trong này anh em ạ.
Ngày xưa tôi nhớ là nó sẽ đi ra một cái gara kia. Cái xe này to quá. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ độ là gì? Đầu tiên là bracket. Có gì? Chả có gì cả. Ok. Bot. Wow. Stunbot. 400.000 anh ạ. Uầy, đắt vãi chưởng. 520.000. Ok. Bot này là gì? Stunbot. Hình như cái bot này là cái mà chúng ta đẩy xe sang trái sang phải. Thì nữa tôi sẽ giới thiệu anh em sau. Đó, bây giờ này đã. Rồi. Đấy, rear bumper là gì? Oh, để đằng sau anh ạ. Đấy, rồi. Này thôi. Body work. Cái đầu tiên. Uầy, nhìn như một con khủng long luôn anh em. Uầy, gai góc này. Đấy, chúng ta có thể độ gai góc. Tôi thấy kiểu này giống khủng long ấy, nên tôi sẽ đổ kiểu này cho nó khắp bọn một tí. Gai góc chiếc xe đấy tôi có rồi. Body spike. Uầy, gọi là gai tiếp anh em ạ. Là một blacking. Ý, ui, cười chua. Ý, cái gai góc là đẹp nhất. Đấy, engineer này. Tăng tốc, sự tăng tốc này. À, ống xả anh em ạ. Ta sẽ chơi kiểu ống xả nào? Xả đằng sau, ống xả đằng trước. Ý, kêu. Đấy, tôi sẽ chơi kiểu ống xả này. Đọc quả này, 4 ống xả thì nhìn đúng không? Tiếp đến là cái này. Wow, đẹp chưa anh em thấy đẹp chưa? Đấy, cái này là mui. À, không phải mui mà đầu. Đó là cái gì? Cái xe tôi không phải là hiểu biết nhiều đâu. Gọi đại đi. Ý, đây là mui, nắp mui. Ý, chưa. Ta có rất nhiều design nha. Anh em thích design là anh chọn. Chọn kiểu này. Độ cái này lên khá là đắt anh em. Còn, Ý, ta có thể độ đèn màu luôn. Anh em thích màu nào? Đấy, chúng ta sẽ nhìn ở góc dưới này. Đấy, màu trắng à. Rồi, tôi sẽ chơi kiểu xanh lá anh em. Đấy, limmer green line. Tiếp đến là gầm. Em gầm nào. Gầm chúng ta sẽ để green green. Đấy, cái màn này tôi sẽ độ theo kiểu xanh rêu anh em ạ. Đấy, chúng ta có thể độ dáng nhãn dáng, màu dáng, hình dáng được. Đấy, và chúng ta bỏ hình dáng đi. Ôi, nó màu vãi nổi anh em ạ. Nhờ, nhìn rích không anh em? Để nhìn mấy cái hình dán này là rích vãi. Được cái nào. Nên, chúng ta sẽ đặt tên là xe lửa. Xe lửa hai. Đấy. À không, chúng ta là xe lửa xanh rêu. Đấy. Ủa, sắc. Ui, hôm. Không, hôm nhìn khá rồi. Giờ tôi sẽ đeo sắc màu không, metal. Đấy, màu không dán gì cả. À, team green. Ui dồi. Bạn nhìn, anh em nhìn thấy nào? Cái khủng chua. À, màu chôm là à, ok. Cái này tôi sẽ đổi màu chôm. Ý, nắm bóng anh em. Đây đây con. À, ui, đẹp thật sự. Ultra blue. Ý, đổi lâu khỉ. Transmission. Super transmission. Double. Ui, tự tăng tốc. Tăng đây anh em. Đấy, đây là cái độ dăm thì anh em có thể độ nhảy, chúng ta có thể độ nhảy. Mình chết thay đổi gì quá. Và cái dăm này chúng ta sẽ bị trùng với cái còi nha anh em. Nên là cái xe lúc này của tôi có dăm rồi, bởi thật gì quá. Khổ thế chứ này. Well, cái xe không có gì cả. Ta chỉ có độ khói thôi. Tiếp đến là cửa sổ, tên là Limo rồi. Ok, vũ khí, cái này là quan trọng nha em. Ram Vectum này. Ý, anh chua. Ui dù, anh em thấy quả sườn này nào. Được không? Ý. Lúc này. Quả mùi xe lửa anh ạ. Đấy. À. Tay à. Mìn. Anh em thấy. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 loại mìn. Thì các loại khác tôi chưa thử. Bây giờ tôi sẽ thử mìn trước là mìn stick này, là mìn kiểu vô hiệu hóa xe. Cái này này. Cái này là gì tôi chưa thử. Thì bây giờ tôi sẽ thử luôn. Đấy, second, đấy, súng phun lửa. Xôi ui, không cho em ui. Rồi, và chúng ta độ xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ acid nào này nào. Và để test cái con xe này nào. Xoay ơi, ui, anh em thấy thế nào? Xoay. Xoay. Xoay ui. Bây giờ tôi sẽ đặt mìn thử. Xem là cái mìn mà slip nó là mìn gì. Nào, đến đây là các cháu gái. Ôi, rồi. Nó là cái xăng anh em ạ.
ở heo. Đó là một cái bom xăng anh em ạ. Đáng thật sự thì bây giờ tôi sẽ chỉ cách anh em này. Uầy, quả còi chất lượng vãi. Anh em thấy nào, quả còi chất lượng không? Ok chưa, thì bây giờ tôi sẽ chuột trái là phun lửa này. Đấy, khi mà chúng ta, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách mà để chúng ta kích xe nhá. Thì đang đi này, để mà kích xe được thì chúng ta phải độ nó lên. Ok rồi, thì chúng ta sẽ bấm nút X này, giữ nút X và chúng ta sẽ kích chuột trái là về bên trái. Đấy, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Bây giờ tôi sẽ mẹ thằng này bốn láo nhở, mình bắn tao không có tuổi đâu. Đó, để sang bên phải thì chúng ta sẽ giữ X và kích chuột phải, chết luôn thằng đi đường. Ui dồi ôi, đấy rồi cua. Và bom của chúng ta là bom trơn, bom xăng anh em ạ. Con thua. Ơ, thằng bún láo nhỉ, biết ta là ai không, biết ta đang đi xe gì không, biết ta đang đi xe gì không, biết ta đang đi xe gì không. Và dám đao đầu vào đây, húc hết, húc hết này anh em, húc hết. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi, ui dồi, ui dồi ôi, phê chua, phê chua. Đấy, đấy. Ok chưa anh em, anh em thấy sao về chiếc xe này? Hãy comment ở phía dưới. Đó là chiếc xe lửa của chúng ta ngày hôm nay. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi ở đây. Và chúc anh em có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye, see you again.